Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm làm việc tại huyện Con Rẫy. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đến thăm và tặng quà cho bà Y Điệp ở thôn 1 thị trấn Đắc Rờ Ve, là dân công tham gia vận chuyển vũ khí lương thực cho bộ đội, vận chuyển và chăm sóc thương binh tại chiến trường Măng Đen, Măng Bút, huyện H29, giai đoạn 1953-1954. Những nhiệm vụ đó góp phần vào thắng lợi của mặt trận Bắc Tây Nguyên trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên bà sống vui, tiếp tục động viên con cháu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển ổn định. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đến thắp hương tại di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Con Rẫy ở xã Đắc Ruồng. Năm 1953, đồn Con Rẫy được thực dân Pháp xây dựng trên một quả đồi cao nằm ở hữu ngạn của dòng sông Đắc Sư Nghé, trên trục lộ đường số 5 đi Con Plông, Quảng Ngãi. Ngày 28 tháng 1 năm 1954, sau thời gian chiến đấu, quân ta giành chiến thắng, làm chủ trận địa, lá cờ quyết chiến quyết thắng phất cao giữa đồn Con Rẫy, bắt gần 40 lính Pháp. Chiến thắng Con Rẫy có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định vào thắng lợi mặt trận Bắc Tây Nguyên trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chi nhánh Viettel Kon Tum hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Con Rẫy. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thống nhất với phương án tôn tạo, tu bổ, nâng cấp di tích Con Rẫy do Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy đề xuất, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương làm tốt việc trùng tu như kế hoạch đề ra, quan tâm làm hàng rào quanh khu di tích Con Rẫy bằng cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường.